rồi từ 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 đã, thống nhất lại đó, Hà nói một câu để dành nhạc cho tâm gì. Các bạn đang thấy ở đây là đèn nhạc VNHO mới biểu diễn xong. Mình cũng vô tình được mọi người gọi đến để chơi thôi. Bây giờ đây là cái bản nhạc Despacito lần đầu tiên được nghe với harmonica và saxophone, với lại nhạc sĩ saxophone Phước Xích của thằng Nguyễn Hồng Dũng. Mời mọi người cùng lắng nghe nha. Coi nghe hay không? Lần đầu tiên mình cũng nghe, không biết luôn là cái này hay thế nào. Ok, bây giờ mình đang thống nhất là hồi hợp âm gì và phòng. Ok, đã thử rồi. Ok, không. Đúng rồi, lần đầu tiên mình đang nghe cái bài nhạc phẩm này luôn. Nếu có thể dính nền chốt của YouTube thì các bạn ngày mai sẽ xe xe. Không, ở đó có phút trên đây nó có nhiều người giới thiệu các bạn. Thay mặt cái gì thì nó đây là có thể là một bản nhạc lớn lên. Đây là chiếc cầu đầu tiên của Việt Nam khi mà em được lắng nghe có harmonica và saxophone. Rồi bây giờ kêu em nghe. Thank you.
bài hát 3 năm rồi chưa chơi rồi. Nó mà ra rồi. Thì cái bài nào mới ra cái cuối cùng là nó súng lại giống như tôm á. Đúng là đúng không? Đúng là chơi xe. Chơi xe thuộc không? Bây giờ lại nháo lắm rồi, dạ đúng rồi. Đó, bây giờ là về đủ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.